Dĩ An của quận Nguyễn Sơn. Đây, ở ra bên căn anh Thượng thì có chúng ta có thiết kế một cái dàn dây leo khá là đặc biệt. Nó sẽ giúp cho những các phòng đều mát vào buổi chiều. Đấy, và tạo sự không khí trong lành. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn vào khám phá bên trong tòa nhà có những gì ha. Chúng tôi có lắp đặt thêm một cái máy sấy, máy sấy chung cho tất cả các phòng. Và đặc biệt ở đây thì tất cả các phòng đều có máy giặt riêng, và khi họ cần sử dụng thì có thể xuống đây giặt sấy. Đây là nơi để xe, tất cả là nơi để xe. Và được thiết kế tất cả camera và có bản lầu quy, bản nhắc nhở, v.v. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá phía trên có những gì mà quý khách hàng bên luôn quan tâm đến PC. Okay.